Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cổng Dinh Độc Lập, nhà báo Najan Kada, phóng viên thường trú của tờ Kinh tế Viễn Đông đang đứng ở ngay góc đường, nay là đại lộ Lê Duẩn, để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử đánh dấu cột mốc kết thúc cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai đã kéo dài hàng chục năm. Khi đó ông Chanda không bao giờ hình dung được rằng chỉ chưa đầy 3 năm sau cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba lại nổ ra. Lần này là giữa những người xã hội chủ nghĩa từng chung chiến hào Việt Nam, Trung Quốc. Nhà báo Chanda trở thành người ghi chép lại một giai đoạn lịch sử đặc biệt mà sau này ông được viết thành một cuốn sách nổi tiếng, Những kẻ thù anh em, cuộc chiến tiếp sau cuộc chiến. Đầu tiên ông đã giải thích tại sao những người từng gọi nhau là đồng chí, anh em, tức Việt Nam và Trung Quốc lại trở thành kẻ thù trong một cuộc chiến khốc liệt không kém như sau. Cuộc xung đột Campuchia vô cùng phức tạp theo nghĩa rằng nó dính líu đến hầu hết các diễn viên quan trọng nhất trên sân khấu chính trị thế giới thời đó. Nhưng trước tiên, nguyên nhân của cuộc chiến đã tiềm tàng từ lâu trong lịch sử. Đế chế Angkor từng trải dài trên bán đảo Đông Dương và từ thế kỷ 17 trở đi, lãnh thổ của nó đã bị thu hẹp dần sau các cuộc xung đột quân sự với Việt Nam và Thái Lan. Ngay sau khi chiến tranh Đông Dương lần 2 kết thúc vào năm 1975, Khmer Đỏ cho rằng mình đã sẵn sàng để khôi phục đế chế Angkor hùng mạnh năm nào. Trước sự phản đối của các thành viên truyền thống từng có quan hệ với Việt Nam, Pol Pot và Tay Chân đã tiến hành cuộc thanh trừng nội bộ, đồng thời triển khai hàng loạt các cuộc tấn công sát hại dân thường vào các làng mạc Việt Nam dọc biên giới từ sau năm 1975. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1977, chế độ Pol Pot đã công khai cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Lúc này cuộc chiến đã trở thành khó tránh khỏi. Mặc dù vẫn là bí mật vào thời điểm đó, vào tháng 1 năm 1978, Việt Nam đã quyết định bắt đầu chuẩn bị cho việc loại bỏ chế độ Pol Pot. Năm 1978, Việt Nam đã quyết định dỡ bỏ bức màn về cuộc chiến tranh biên giới với những người từng là đồng chí của mình. Những người lúc bấy giờ đang cướp đi hàng trăm mạng sống của người Việt Nam. Ông kể lại vẫn còn nhớ mãi lần đầu tiên chứng kiến sự tàn ác của Khmer Đỏ như sau. Khi chúng tôi đi bộ đến làng, một mùi hôi thối nồng nặc cho chúng tôi biết những gì sẽ được chứng kiến. Đó vẫn là một cảnh tượng hãi hùng. 15 đàn ông, phụ nữ, trẻ em bị Khmer Đỏ đánh đập đến chết, nằm rải rác xung quanh ba túp lều tranh của họ. Lời giải thích cho cuộc thảm sát nằm trên những bức tường đất của một túp lều, nơi ai đó đã vẽ nguệch ngoạc bằng than củi dòng chữ Khmer, đây là đất của chúng tao. Nói cách khác, cuộc xung đột Việt Nam-Campuchia bắt nguồn từ những mâu thuẫn lãnh thổ từ xa xưa trong lịch sử, được thổi bùng lên bởi tham vọng ngạo mạn của chế độ Pol Pot. Chúng ta phải thấy rõ một thực tế là Bắc Kinh, ngay cả khi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam, cũng là vì xuất phát từ lợi ích của chính họ. Họ muốn giữ cho biên giới phía Nam của mình luôn an toàn và miền Bắc Việt Nam đối với Trung Quốc có tác dụng như một vùng đệm an ninh. Bởi vậy, họ viện trợ cho Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ, nhưng không bao giờ muốn Việt Nam trở nên mạnh hơn. Bắc Kinh từng khuyên Hà Nội kiên trì đường lối chiến tranh du kích, kéo dài cuộc chiến thay vì nỗ lực nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Việc Việt Nam thống nhất đất nước tháng 4 năm 1975 đã đảo lộn những toan tính của Trung Quốc. Sau khi giải phóng miền Nam, Hà Nội đã có sức mạnh vượt trội, sẵn sàng nắm lấy vai trò tiên phong ở khu vực này. Trung Quốc luôn lo sợ về sự mất cân bằng trong cán cân quyền lực ở Đông Nam Á và khả năng Liên Xô thay thế khoảng trống quyền lực Mỹ để lại, thể hiện qua sự trỗi dậy của Việt Nam, một đồng minh thân cận của Liên Xô. Vì vậy, để làm suy yếu Việt Nam, Campuchia của Khmer Đỏ trở thành một đối tác lý tưởng của Bắc Kinh. Kể từ năm 1975, Trung Quốc bắt đầu viện trợ ồ ạt, không giới hạn cho chính quyền Pol Pot tại Campuchia, bao gồm tiền bạc, vũ khí. Trong khi đó, họ cắt hoàn toàn viện trợ đối với Việt Nam. Đúng thời điểm Hà Nội đang ở giữa thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ hai. Việc Trung Quốc cắt viện trợ cùng với sự thay đổi quyền lực tại Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối, đã buộc Việt Nam phải xích lại gần hơn với Liên Xô, thể hiện qua hiệp ước đồng minh Việt-Xô. Và khi không ép được Hà Nội làm theo mong muốn của mình, thì Bắc Kinh đã chính thức xem Việt Nam là kẻ thù. Năm 1978, khi Đặng Tiểu Bình trở thành lãnh đạo tuyệt đối tại Bắc Kinh, thì một quyết định cứng rắn đã được đưa ra tấn công Việt Nam. Ban đầu, Mỹ không hề muốn dính líu gì đến cuộc xung đột giữa Việt Nam và Campuchia, bởi vì sau khi rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, Mỹ chỉ muốn quên đi thất bại nhục nhã này. Năm 1977, khi Jimmy Carter lên làm Tổng thống, chính quyền Mỹ bắt đầu cân nhắc việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, nhằm hàn gắn những vết thương chiến tranh.
Ban đầu ông Carter muốn bình thường hóa quan hệ với cả Bắc Kinh và Hà Nội. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột giữa Việt Nam và Campuchia leo thang và người Trung Quốc bắt đầu can dự sâu hơn, họ đã thuyết phục được Washington rằng Việt Nam đang hành động đại diện cho lợi ích của Liên Xô, kẻ thù lớn nhất của Mỹ thời đó. Lập luận của Trung Quốc là nếu Mỹ và Trung Quốc không liên minh để ngăn chặn Việt Nam, thì Liên Xô sẽ xác lập bá quyền của mình ở Đông Nam Á. Luận điệu này đã giành được sự ủng hộ của giới tinh hoa chính trị ở Washington, mà nổi bật là Brzezinski, cố vấn an ninh của Tổng thống, một người Mỹ gốc Ba Lan. Với lập trường chống Liên Xô, Brzezinski ngay từ đầu năm 1978 đã xem xung đột Việt Nam-Campuchia là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Trung Quốc và Liên Xô. Ngày 29 tháng 1 năm 1979, trong cuộc gặp với Tổng thống Carter tại Nhà Trắng, ông Đặng Tiểu Bình đã tiết lộ quyết định đánh Việt Nam, cho họ một bài học hạn chế phù hợp để đáp trả sự bành trướng của Liên Xô. Đặng yêu cầu Mỹ ủng hộ tinh thần trên trường quốc tế. Mặc dù yêu cầu Trung Quốc kiềm chế, nhưng sau khi chiến tranh nổ ra, Mỹ hầu như không có động thái nào phản đối Bắc Kinh. Ngược lại, Washington đã liên minh với Bắc Kinh và vận động các nước khác phong tỏa, cấm vận Việt Nam trong suốt hơn 10 năm sau đó. Như vậy, Bắc Kinh không chỉ có vai trò hậu thuẫn cho chế độ Pol Pot chống Việt Nam những năm 1978-1979, mà họ còn dẫn đầu cuộc chiến ngoại giao trường kỳ cô lập Việt Nam suốt 10 năm sau. Tất cả những gì diễn ra ở Đông Dương suốt hơn một thập niên sau đó và bây giờ ở Biển Đông cho thấy sự thành công của cái gọi là chiến lược giành chiến thắng mà không cần phải thực sự chiến đấu. Nó cũng cho thấy quyết tâm và sự kiên trì đến mức tàn nhẫn của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ngay từ tháng 11 năm 1978, Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài chống Việt Nam khi Hà Nội tiến vào Campuchia. Trong chuyến thăm Campuchia tháng 11 năm đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Đông Hưng đã khuyên Pol Pot từ bỏ Phnom Penh, rút lui vào rừng để tiến hành chiến tranh du kích. Vương lập luận rằng bằng cách từ bỏ thủ đô khi đối mặt với Việt Nam và lực lượng nổi dậy, người Campuchia sẽ không chỉ làm nổi bật ý đồ xâm lược của Hà Nội đối với các nước láng giềng Đông Nam Á đang hết sức lo lắng, mà cuối cùng còn giúp đánh bại người Việt Nam bằng cách làm cho Việt Nam sa lầy vào một cuộc chiến tranh du kích quá sức tốn kém. Những gì xảy ra sau đó, theo đúng kịch bản mà Trung Quốc đã dự liệu, việc Việt Nam bị Khmer Đỏ cầm chân ở Campuchia lâu dài đã cho Bắc Kinh lý do để bêu xấu Hà Nội. Cuộc chơi lâu dài của Trung Quốc đã phớt lờ nạn diệt chủng, vốn có lẽ đã cướp đi hơn 1 triệu sinh mạng. Viện trợ tiền bạc và trang bị vũ khí cho đội quân du kích chống Việt Nam. Giữ ghế tại Liên Hợp Quốc cho một chế độ Khmer Đỏ hỗn loạn trong vai trò một chính phủ hợp pháp, vận động dư luận quốc tế chống Việt Nam. Trong hơn chục năm đối đầu với Việt Nam trên chiến trường, thông qua những tay súng ủy nhiệm và trong các diễn đàn ngoại giao quốc tế, Trung Quốc đã kiên trì theo đuổi chính sách mà họ đã đặt ra trong các cuộc họp bí mật ở Bắc Kinh và Thái Lan. Như vậy chúng ta có thể thấy rõ âm mưu của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Chính Trung Quốc đã hậu thuẫn cho chế độ diệt chủng Pol Pot, tàn sát dân thường. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.